Dưa hấu vỏ xanh ruột vàng có nguồn gốc từ châu Phi, tên khoa học là Citrullus lanatus. Loại trái cây này có vỏ mỏng, cứng ruột nhiều nước và thường được lựa chọn để giải nhiệt. Hiện nay đang được rất nhiều chị em ưa chuộng bởi màu sắc lạ mắt và có vị ngọt dịu. Cây cho năng suất cao, nhanh thu hoạch và chỉ từ 60 đến 80 ngày gieo trồng. Dưa hấu vỏ xanh ruột vàng là loại cây chịu nhiệt cực tốt, khả năng kháng bệnh cao và dễ trồng. Có thể trồng quanh năm dù ở thời điểm nào thì cây cũng có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Cây dễ dàng đậu quả ngay cả trong mùa mưa. Và sau đây, Tôi Yêu Nông Nghiệp sẽ hướng dẫn bạn cách trồng cũng như là chăm sóc giống dưa hấu ruột vàng đơn giản nhất nhé. Về đất trồng, dưa hấu ruột vàng có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng cây thích nhất vẫn là đất thịt nhẹ và đất pha cát. Để hạt giống dưa hấu ruột vàng nhanh nảy mầm, trước khi ươm hạt bạn cần đem phơi nắng nhẹ khoảng 2 đến 3 tiếng, và sau đó ngâm trong nước ấm tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh khoảng 1 ngày. Vớt hạt ra để ráo, ủ ẩm hạt ở nhiệt độ 20 đến 30 độ C và sau khoảng 1 ngày thì hạt sẽ bắt đầu nảy mầm. Chọn những hạt nảy mầm đi gieo, bạn có thể gieo trực tiếp vào chỗ trồng hoặc là bầu đất. Khi trồng giống dưa hấu vỏ xanh ruột vàng, bạn cần tưới nước ngày 2 lần sáng và chiều. Vì đây là giống cây ưa nắng nên cần cung cấp đủ ánh sáng để trái to và ngọt. Cây sẽ cho trái và trái to hơn nếu những người trồng tỉa bớt ngọn ngay giai đoạn mới trồng. Để tăng độ ngọt của dưa hấu ruột vàng, trước khi thu hoạch bạn nên ngưng tưới nước cho cây. Bạn yên tâm là cây sẽ không chết vì giống dưa này có khả năng chịu hạn cực tốt. Và sau khi thu hoạch xong, bạn cần tưới điều độ trở lại để đảm bảo lượng trái cho mùa 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công!